Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu tiêm vaccine mũi 3 cho người dân. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Sáng nay mùng 10 tháng 12, gần 1.000 người đã đến Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh tiêm vaccine COVID-19 mũi 3. Những người đến điểm tiêm sáng nay ở Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh chủ yếu là lực lượng tuyến đầu phòng dịch, gồm công an, tình nguyện viên, dân quân và người lớn tuổi. Bà Trần Thị Lan, 64 tuổi, đã tiêm 2 mũi vaccine AstraZeneca. Bà được địa phương hướng dẫn đến tiêm mũi 3. Còn ông NVT cho biết, ông mới tiêm mũi 1 thì bị mắc COVID-19 hồi tháng 7, giờ đến tiêm tăng cường mũi 2. Cũng trong sáng nay, phòng khám liên khoa Lao HIV quận Gò Vấp chính thức tiêm mũi 3 cho các bệnh nhân suy giảm miễn dịch. Đây là những bệnh nhân đầu tiên được tiêm bổ sung theo kế hoạch của Thành phố Hồ Chí Minh. Anh NVS có mặt tại phòng khám từ 8:30, sau khi làm thủ tục khoảng 15 phút sau đã đến lượt tiêm. Tôi tiêm mũi 1 AstraZeneca, mũi 2 là Pfizer tại công ty. Lúc biết được tiêm mũi 3 tại đây, tôi vui và an tâm hơn. 10 năm qua, tôi uống thuốc ARV ở đây, sức khỏe ổn định. Nhưng đợt COVID-19, nếu mình mắc phải là căng lắm, dễ nguy kịch. Cùng thời điểm này, khoảng 20 bệnh nhân cũng ngồi chờ đến lượt. Sau khi tiêm, bệnh nhân được theo dõi 30 phút theo quy định an toàn tiêm chủng. Bác sĩ Thạch Thị Ca, trưởng khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng HIVS, Trung tâm Y tế quận Gò Vấp cho biết, trong ngày đầu tiên, dự kiến 250 người sẽ được tiêm. Đây đều là các bệnh nhân đang được theo dõi, sử dụng thuốc ARV, thuốc kháng virus cho bệnh nhân HIV do phòng khám quản lý. Bệnh nhân mình quản lý nên tổ chức tiêm chủng thuận lợi. Sau ngày tiêm đầu tiên này, thứ hai tuần sau chúng tôi sẽ tiếp tục, dự kiến một tuần có 3 ngày tiêm cho đến khi tất cả bệnh nhân suy giảm miễn dịch tại đây được tiêm vaccine. Theo bác sĩ Ca, mũi 3 rất quan trọng với bệnh nhân nhiễm HIV vì thuộc nhóm suy giảm miễn dịch, khả năng trở nặng khi mắc COVID-19 rất cao. Trong thời gian qua, có gần 200 bệnh nhân do phòng khám quản lý bị nhiễm COVID-19, may mắn chưa ghi nhận ca tử vong. Các bệnh nhân đều tuân thủ uống thuốc ARV tốt nên sức khỏe ổn định, bác sĩ Ca chia sẻ. Theo kế hoạch của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 12 năm 2021 đến tháng 6 2022, dự kiến Thành phố Hồ Chí Minh cần hơn 6,3 triệu liều vaccine các loại AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Verocell, Sputnik V để tiêm liều bổ sung hoặc nhắc lại cho người dân.